Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một giai đoạn đầy biến động trong lịch sử Trung Quốc. Đó là cuộc chiến tranh Hoa Nhật, mùa 894-1895. Thực sự thì tôi luôn thắc mắc, tại sao một đất nước rộng lớn như Trung Quốc lại có thể thua Nhật Bản, một quốc gia nhỏ bé hơn rất nhiều? Để giải đáp thắc mắc này, hôm nay chúng ta rất hân hạnh được đón tiếp chuyên gia lịch sử. Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành. Chào anh Thành, chào Ngọc Mai, chào quý vị thính giả của Khám phá lịch sử. Ngọc Mai hỏi rất đúng, một câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng rất nhiều điều thú vị. Tôi nhớ có lần đọc một tài liệu viết rằng, trước khi chiến tranh nổ ra, nhiều người Trung Quốc còn tự tin cho rằng Nhật Bản cần ít nhất 10 năm nữa mới đủ sức đối đầu với mình. Vậy mà sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Ngọc Mai nghĩ nguyên nhân là do đâu? tôi đoán chắc là do sự tranh lệch về công nghệ quân sự hay là do chiến lược sai lầm của nhà thanh đó cũng là những yếu tố quan trọng ngọc mai à nhưng câu chuyện còn phức tạp hơn thế hãy tưởng tượng một vương triều già cỗi tự mãn với quá khứ huy hoàng trong khi một quốc gia khác đang vươn lên mạnh mẽ với quyết tâm cải cách hiện đại hóa toàn diện cuộc chiến này giống như cuộc đối đầu giữa một võ sĩ lão luyện nhưng chậm chạp với một võ sĩ trẻ trung nhanh nhẹn và đầy khát khao chiến thắng. Hãy cùng tôi quay trở lại thời điểm trước khi chiến tranh nổ ra, giai đoạn mà Nhật Bản bắt đầu gây hấn với Trung Quốc tại Triều Tiên. Thật ra, tôi cứ nghĩ Triều Tiên là một quốc gia đông lấp. Đúng là Triều Tiên là một quốc gia riêng biệt. Nhưng vị trí địa lý của nó nằm ngay sát Trung Quốc và Nhật Bản đã biến nó thành miếng mồi ngon cho cả hai cường quốc này. Trung Quốc xem Triều Tiên như vùng đệm an toàn cho kinh đô Bắc Kinh, còn Nhật Bản thì xem Triều Tiên là bàn đạp để bành trướng thế lực tại châu Á. Như một ván cờ vậy, Triều Tiên chính là quân cờ quan trọng mà cả hai bên đều muốn nắm giữ. Điều này thú vị quá. Vậy chính sách của Trung Quốc tại Triều Tiên như thế nào Thưa anh Thành? Lý Hồng Trương, một chính trị gia lão luyện của nhà Thanh, đã giao trọng trách quản lý Triều Tiên cho Viên Thế Khải, một thanh niên trẻ tuổi nhưng đầy tham vọng. Viên Thế Khải đã thi hành chính sách cứng rắn can thiệp vào mọi việc của triều tiên, từ ngoại giao, quân sự đến tài chính, khiến vua tôi triều tiên vô cùng bất mãn. Hành động của viên thế khải giống như người quản gia muốn kiểm soát mọi việc trong ngôi nhà của người khác, khiến chủ nhà khó chịu. Điều này vô tình tạo cơ hội cho Nhật Bản can thiệp. Ồ, ra là vậy, tôi cứ nghĩ Lý Hồng Trương là một người rất sáng suốt cơ mà. Lý Hồng Trương đúng là một chính trị gia tài giỏi nhưng ông đã mắc sai lầm khi đánh giá thấp quyết tâm của nhật bản ông đặt niềm tin vào sự can thiệp của các cường quốc phương tây đặc biệt là nga và anh để kiềm chế nhật bản nhưng cuối cùng các nước này đều có toàn tính riêng và không thực sự muốn giúp đỡ trung quốc thật sao tôi thật sự bất ngờ vậy còn nhật bản thì sao thưa anh thần nhật bản đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc chiến này từ nhiều năm trước họ đã xây dựng kế hoạch chi tiết trinh sát địa hình củng cố quân đội và chờ đợi thời cơ thích hợp để tấn công. Họ lợi dụng sự bất ổn trong nước Triều Tiên, sự kiện đảng Đông học nổi dậy như một cái cớ để đưa quân vào Triều Tiên. Giống như một con hổ rình mồi, Nhật Bản đã chờ đợi thời cơ chín muồi để vô lấy con mồi của mình. Đây là cuộc chiến Đúng vậy. Trận hải chiến phong đảo và trận đánh trên bộ tại Bình Nhưỡng là những thất bại thảm hại của quân đội nhà Thanh. Hải quân Trung Quốc vốn được coi là hiện đại, đã bị hạm đội Nhật Bản đánh bại. Lục quân Trung Quốc, tuy đông đảo nhưng trang bị kém, kỷ luật lỏng lẻo, đã nhanh chóng tan rã. Những thất bại này đã làm rung chuyển triều đình nhà Thanh và buộc họ phải tìm kiếm một giải pháp hòa bình. Thật đáng tiếc. Tôi nghĩ sau những thất bại này, Trung Quốc đã nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm cải cách. Không hẳn vậy, Ngọc Mai ạ. À triều đình nhà Thanh vẫn còn chia rẽ giữa phái chủ chiến và phái chủ hỏa. Lý Hồng Trương, người đứng đầu phái chủ hỏa, đã được cử đi đàm phán với Nhật Bản. Và kết quả là điều ước mã quan đầy nhục nhã đã được ký kết với những điều khoản nặng nề cho Trung Quốc. Điều ước mã quan? Tôi đã từng nghe đến cái tên này. Nó có những điều khoản gì mà lại được coi là nhục nhã vậy, thưa anh Thành? Điều ước mã quan buộc Trung Quốc phải nhượng lại Đài Loan, Bành Hồ và một phần lãnh thổ ở Liêu Đông cho Nhật Bản, đồng thời phải bồi thường một khoản tiền khổng lồ. Điều ước này không chỉ gây thất nặng nề về kinh tế, lãnh thổ mà còn làm tổn thương lòng tự tôn dân tộc của người Trung Quốc. Nó như một vết thương sâu khó có thể lành lại trên cơ thể của một con rồng đang bị thương nặng. Thật đau lòng. Vậy là sau điều ước Mã Quang Trung Quốc đã hoàn toàn suy yếu. Đúng vậy điều ước mã quan đã mở đầu cho một giai đoạn đầy đen tối trong lịch sử trung quốc giai đoạn mà các cường quốc phương tây thi nhau sâu xé đất nước này nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó ở phần tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự can thiệp của các cường quốc vào trung quốc và chính sách môn hộ khai phóng của mỹ đón nghe phần tiếp theo của khám phá lịch sử nhé cảm ơn anh thành về những chia sẻ vô cùng thú vị và bổ ích ngày hôm nay Quả thật, câu chuyện về cuộc chiến tranh hoa nhật và điều ước mã quan chứa đựng rất nhiều bài học đáng suy ngẫm. Nó cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc không ngừng cải cách, đổi mới để thích ứng với tình hình thế giới đang thay đổi. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử. Cám ngọc mai. Cảm ơn quý vị khán giả.